Hello, good morning, everybody. So today we are going to continue to study Unit 11, Smart Choice, okay? As you can see the title, where were you yesterday? So do you know how to translate it? So what does it mean? Where were you yesterday? So it's if I ask you this question, I didn't see you at school, where were you yesterday? And then you say, oh teacher, I was at my hometown, or I was at the coffee shop, or I was at the library, I was at home all day yesterday, I was at the movie with my friend. So this is your answer, okay? Pon sa mơ chum nong chung tai ke nige ampi ta neak neu ai na ka pi msal mnh chang jeung khuen ning phlai ye bon ka ta neak neu na where were you yesterday nai khong pisa angle jeung hau tha past simple pontae past neng keu jeung prao past of be lu kru nang phnya vừa có tiện tông cho nên pass simple hay là pass of B nó là bài ôn luyện ắt bằng thêm tiếp, ok. Đối với hỏi person bảo chờ su tha where were you yesterday, ôn đời trả lời tha I was at home all day yesterday or I was at the coffee shop. That's right, lớp ôn nơi nà, ok. Sao mấy nơi nà, sao mấy nhom từ rộng I was at my hometown. I visited my parents, okay? And then cứ lập biểu trả lời vẫn cứ dùng ha. Còn tại bên sân là dùng số present, ở đó là present. For example, Thida, where do you go every day? Where do you go every day? I usually don't see you at your home, especially in the morning. And then you say, teacher, I usually go to the library in the morning to read some books and to have a discussion with my friends. Dương khơi nhé bốn, ví dụ bài nâng dư dương hai thá present. Present simple, bạch cho bọn cá thoa mà đà. Dương đang hai thá cả nà dương pra bạch bọn cá thoa mà đà, cứ biết tẹt tôn cho mùi nâng tùm lộp. Tùm lộp đại dương trời phơ chỉ nụy rọt ngay. Vì chia, sẽ cầm một phim đại cả là ông mà đón hai mà đón tiết à sẽ habit. Có vấn đề, nếu bên đại dương bà ở past simple wing bà này thả sẽ cầm một tiệm nâng bán bằng chóp rút rô ở hai đôi ưu tiêu hôn chùm nông chương nâng ghi xuống bà ôn thà ta bà ôn nơi ai nà cà phim sơ mình hay bà ôn chloi thà mình sơ mình nhóm nơi hàng cà phê I was at the coffee shop yesterday, ok. Cho nên mình dây sẽ kể đây lùm ách nơi khăn ông bây giờ hàng khá rõm đi còn tại phòng 2 đi chùm nôn chướng ở bốn tiệm ả rõm hỏi ở chập ả rõm thả chùm nôn chướng dương nâng và gọt nha cứ tiệm tôn chùm mùi nâng bây giờ đại dương nơi riêng khẳng mốc đây ông biết has simple. Ok, now let's move to vocabulary. So all the time when we learn the new word we need to make sentences, right? Mà dạng ấy cho bạn bằng cách chia topic mới mẹ topic mới, topic chỉ chẳng tại ôi cầu ôn tôi sẽ chia writing hay tùm lộp tôi sẽ chia writing bạn nâng cứ thua ôi cầu ôn mình tùm lực chán nè chưa chờ thế hay chờ sọc sẽ đây chẳng phục ôn đài mình bạn thua homework hay nhà mọi toàn tư và lý còn ạch chút là biết tôi sẽ rừng cầu giáng mất chẳng nâng chờ ạch đăng vì mùa hai bọc quát có phần tài person và dương chi dìm tự xế chờ chưa tha đôi chìa việc miền ấy bị bạc miền ấy đây sẽ mà tập hiếp ôn ôn mẹ mẹ màn ai phương bán tê này lời lộn mình cứ dương phương bán đôi kia đây vẫn còn đây tha bê dương mẹ rõm bạc bạc dương lẹp bằng chào ní cứ chìa vậy đây dương cầm ao với cả lăng nông chật và dương hợp chi dìm phương ôn ôn môi chừng nguồn thông nế trả ơn để phương máu cứ chờ xong từ xá cả từ xe bác quân ban lộ pi mùi pi mà khai tới mà khai, ok rồi có pi mùi sắp ra tới mùi sắp ra qua vì bọn luôn tới ban lộ nắng chờ khơi nhà nên không ra chính hay mong quý vị có một tay tuốt
Okay. Ok, anh biết được ngọt nếu môn nâng dương chia dìm bằng cách ví dụ vocabulary, the laundromat, the internet cafe, home, work, the library, school, the gym, the mall, and the supermarket. Okay. Again, you need Elvin, where were you yesterday? Vocabulary, the laundromat, the internet cafe, home, work, the library, school, the gym, the mall, the supermarket. Nè, bọn, cái này dương an bị mà khoạch chân máu. Và mà khoạch chân cứ dương xâm lần mơ khơi nha. Thả hả, ai bị khám mấy bàn kia đã đỡ, ai bị khám mấy bàn kia đã đỡ. Nên cứ chưa khiếp với chá đúng không? Bộ bộ mình đang nghe đây xâm lần khơi, ồ, mấy bàn khóc nế. Anh mấy bàn đã đỡ home, đỡ work, đỡ school lấy đó, mấy bàn kia đó tới dứt miễn hay bị mà nó ngàn miền. Yes. Cứ chỉ ca ông kết bàn đó lỗ hay miễn ấy chỉ chưa điên chẳng nắm thì không sao không lề. Chờ ở trong video để tôi nông bây giờ có chữ để bằng tay ở ôn viên chẳng nắm sân. Yes, chẳng nắm. Ok, the word the laundromat miễn đây thả cả lại bảo cụ đại bà đại bầm ráo xe va đôi khu này. Miễn đây thả dương đặt bằng cắt bằng lối hỏi dương bà mà sân nông bà này. Yeah, mà chắc kế ở bảo ở dương ấy đôi cái là laundry bảo ở đây ở dương tiệm thì laundromat bằng cách khăn khăn cỏ áo và màn cái lỗ hay bằng lui nó non mà sinh kia nó cứ mà sinh nó tầm là cái đôi dương vợ ném mà sinh là dương prà tinh luôn thì sẽ nâng xa tầm nửa nâng đôi vật không như thế. Ok, the internet cafe cứ miền này thà internet cafe home yeah, work, càng nghĩa, the library, school, the gym, okay, the mall, the supermarket, gym nó cứ cái loại hạt rán, mall nó xa tầm nửa, bạp xa tầm thống như hơi mall ấy. Hay the supermarket cứ xa tầm nửa, đấy, bằng lẹ là tôi, chiếc tia, tôi có ôn xua lẹ là đối với super duper, Asia Express, anh nhớ nữa, nóng sắp tay chia, lẽ là ở supermarket hay rồi có chim mà yeah con tay nó về được dùng làm món vì mình lẽ là sòng đá vì thủng okay lấy dùng chi dùng bậc cấp ví dụ the laundromat for example I usually go to the laundromat on the weekend to wash my clothes or to do the laundry okay chờ dùng cầm tháp ôn mình toàn click để clear do the laundry mean it have bought some new pair but you know rope it on the phone you probably wash my clothes go up here tie that okay the internet cafe in the afternoon I usually go to the internet cafe to do some homework or to read some books or to hang out with my friend or to discuss lesson with my classmates okay so a lot of activity you can do at the internet cafe home I don't stay home on the weekend okay I don't stay home on the weekend you can make a negative sentence or do you stay home in the morning or do you stay home in the afternoon or do you stay home in the evening. Yes. Work mean này thà cái lại ca nghĩa. Chà mình men chia kể giả sắp tí nên chia noun work. Okay, rồi có ca nghĩa chẳng bộ thật là ca nghĩa tí. Chừng như vậy thà housework. Đó bị ca nghĩa sẽ là kia pra homework mình á. And work. I help my mom do some housework. Okay? Okay. Nhóm chui mắt xong thôi cái cặp tiền I help my little brother to explain homework to explain his homework okay the library at my university there is a big library on the second floor okay and school my school name is Chattumok High School. Okay, the gym.
sometimes go to the gym on Sunday. Yeah. And the more when I feel bored, I always hang out with my friend at Aeon Mall. Aeon Mall 1 or Aeon Mall 2, right? The supermarket. My parents and my relatives usually go to the supermarket to buy grocery thing. Okay, grocery nó mình nói là mà hộp hàng á. Grocery có dùng lọc chuột với việc nó rồi còn shop go grocery shopping go grocery shopping nó mình nói là dùng lao xa tinh hộp vậy. Go shopping mình nói là đạp xa hay thêm ta go grocery shopping đạp xa tinh hộp. Okay. Chưa chưa tháp ôn nâng rô ưu tì hô rô nâng bằng thaym tiếp. Dạ. Xâm lăng mơ ưu tì hô rô nâng tư xế bằng thaym. Okay, now let us check your answer. I will play the MP3. I do believe that you already complete this. Just do it quick, okay? Then listen and check your answer. Okay. Please wait. Yesterday, page 70, page 68, listening, okay. Unit 11, where were you yesterday? Page 70, vocabulary, listen and check your answers. 1. G, the gym. Gym. 2. E, the library. 3. C. Home. 4. F. School. 5. B. The Internet Cafe. 6. D. Work. 7. A. The Laundromat. 8. I, the supermarket. 9. H, the mall. As you can see, the picture of the mall, right, is shoot. It's very big. Yes. So it's different from the supermarket or map. Okay. Okay, now move to part 2. Pair word, where do you go every day? Tell your partner. So this is, I want you to write many sentences as you can. Cho cho ai ôn tự xe bí dụ bạch bán chán. Tiệt tôn tự nâng ta, where do you go every day? So to make it very easy for you to write, đảm bài thua ôi miêu miên thiệp nghi school mẹ bôn tự xe, cứ bôn tự yên chay. Ta nâng công bí prức, ta bôn tự nà, nông bí thang ấy, rồi xíl, tự nà khlạc. I feeling it up on there now, okay? So you can start the sentence with, in the morning, I go, and in the afternoon, I go, and in the evening, I go, and then when do you come back home? I put on mouth, some new junk around, there's a little time to phone to lock my feet when it's my name. Yeah. To say, I'm going to take mouth, but I've been checked. I'm going to go run up by bunch around, tata, tata, riêng tờ nào các loại thải hoa này chỉ riêng bật nhé, cho xe vậy đại tranh pi riêng bật là bao nhiêu, công châu từ internet rồi chạy mơ euro bao kia mà đại cầu mấy, cứ riêng bật thì luôn nhiều, các là riêng từ xa từng nơi, riêng từ sài riêng từ panalai, riêng từ go to market to buy grocery or to buy food, riêng đã tam năng máu. Yeah, hay bắt đầu đi mau đi xa mau after coming back from the market hay dân tân nà tiệt. Yeah, chị em phong cách cầm nực khuôn anh ở bàn trạm. Okay, as an example, I go to work, I go to school, and I go to the gym. How about you? Chỗ nè vĩnh tân nà đấy, I go to school and then I go home. Yes. Okay, so now let me practice the conversation, right?
As you can see, conversation. So mom and his child, yeah, or his son, complete the conversation, then listen and check your answers. Home, laundromat, and school. So, you know, as I tell you, conversation is very good to practice. Các sông này là ổn á, ổn hết là mấy anh em vọt. Rồi vì thua dưới nâng miền confident. Tôi chờ bạn này dây tật đại chứ. Cả nào bảo ổn bạn miền đại cụ phạt tí á. Ổn á, miền đại cụ, đôi thăm đại cụ mỗi đào thù chỉ mắc ai đại cụ mỗi tiết đào thù chỉ Chris mà dừng riêng thả. Thả mà đòn nhớ mưa dự phơi tới bị đón bắt dự phơi khla mưa khla nhìn tới đó bày đòn buồn đón dừng lên mưa dự phơi rồi. Nhưng thả chạm hay đến xong thầm mưa dự phải á. Tập viên tay cu mặc hàng thịt của chăm, ôn của chăm Spiderman tên mà hơi dương xong tình yêu là Stuart. Tập viên dương Stuart hơi dương dương vì khẳng thạch đang chúc bạc mà khẳng thạch đang ghi chồng dây bị ai việc clear clone trên nháy nâng cứ dương dương chúc bạc nâng cứ tiêm tiêu dương tham đó hoàn toàn thiệt repetition cho nên bây giờ dương tham mà đó biết được chắc ban ấy sắp phục vài dương nẹ cái chlát ok chạm đạm mà đó tay về đồ vị chăm tèm đó. Tại ông bị chán, chờ cực thật bị chán, cứ trở tài hiện vật hẳn tích. Vì chờ biến, chờ chụp ông chán. Dạ, tại chẳng, ở bây đề quật, quật quật trời phước, quật vật hẳn ở chán tích tức. Nói quật vô khăn thích nên chụp hỏng, làng xong tình yên, làng bòi bòi mỏng, làng đường. Hồi quật trăm, hồi quật, càng năng cầm rù bì dụ bèm nâng, cô nạch đâu sạch rương ấy của bạn này. Cô nạch đâu tôi sạch rương ấy của bạn. Bạn này dương prao cầm rù bây giờ chẳng chẳng à, mình mom, mình Chris ấy chẳng à, rồi có chia sạch rừng nó không tiếc, ổn của bạn. Dạ, ok, lần chờ anh hỏi tình nhé, giờ mới là bộ tỏa mối chạm dương tư tưởng học hình sánh, nghe dương dục bây giờ mà đã. Yes. Ok, let us start. Chris, your room is still messy. It's your job to clean it. Sorry, mom, I was really busy. Oh, really? So, where were you all day? I was at this morning. Con đã kể đến đại đất này nè. Từ từ nào về Phật đó con? Còn từ lại mẹ nè. I was at school this morning. Then I was at the laundromat. Okay. Laundromat. And I was at the supermarket too. Okay. Khi ông tới sẽ làm bậc mình hay bậc tỏ máu đến mẹ đến ấy con mưa biết nói chụp bắt T-A-E-N then I was at the laundromat mẹ đến ấy nè con hoa ăn khóc mà then I was at the laundromat and I was at the supermarket too bậc tỏ máu khi ông tới cả lãnh bảo cuốn mà hay hai bữa tối lại mau cuối nhưng tôi xa tầm nửa nhé à thu nó còn đài nên này tha tôi lại mùi lại muối lại trong với lại nít còn đài mẹ giờ mới có tham mày I don't believe you nhé yeah, clear chân chân á I don't believe you chưa nè để were you at home all day nhé yeah, mẹ có xua tao nè nơi tiền pin mình đang pin mùi thay năng men thế ngóng không bật tục nữa. No, I wasn't really. I was just at the supermarket. On day mà chẳng nhớ có cái nhà mà chẳng á từ dương 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 mà thải mà dương mình chẳng từ tù lấy dùng cái nhà on day mà on day on man nhưng thà on man on thôi nhưng mà nơi tiếc hay nhưng nơi xa từ nơi vậy. I was just at the supermarket. Chẳng lấy tiền kia. Dương an hiện sẽ còn tí là dương an hiện you know active tích màu đọc bị dương mà khang thiết xua dương dùng đại anh tú với you at home all day no I wasn't really I was just at the supermarket yeah bạn nè well I was just there but you weren't nè mạng cái tám toàn nè mạng tháng mạng nâu nâng tàm mình không nâu xa tâm nước ta còn tại mà ăn khơi ăn chụp cầu để bật chụp vần ok chẳng hạn bạn cầu nâng vậy nè oh sorry mom xong tổ à quạt nâu té chẳng vậy đam mê đi nâng cứ quạt nâu té tại quạt ăn xong à bật tụ quạt ăn bọc chè
bọc trà nè trà tới nì bây giờ bọc trà nè quả đặt bọc một năng này dễ đúng thằng quả đặt bọc sầm an đó bọc sầm an tục để dân thôi tục nâng việc lần cọ soi dân này nhảy chân mạng của thảo này dân hơi biết được ôn sầm lần mưa nì hơi dương mưa pi sự tham hiệp dương score sạch rương nâng hỏi rương ấy dương mình chạm nhá và có chi chăng dân ấy ban được nông pi sao ăn lế nè ôn mới nè cái ôi ôn practice đó pi đom đi nè cái đặt in ground nè pair word practice the conversation again use the ideas below add your own ideas và idea nó còn cầm nứt nó hơi kiểu dùng time cầm nứt luôn ai tiệt làm bay ai bôn đã hai đây bằng kiểu practice ta ta thôi hai đây bằng kiểu time cầm nứt miên hai pha tập muối vừa thua dùng nâng trăm mỏ vừa dùng miên cầm nứt trao mỏ ăn nó bọt nâng chẳng ai bằng việc sống khăn đó là dùng riêng ở tầng một nó đòi sang pha cả nó bọt nâng lấy dùng sạc mở Chris, your room is still messy. It's your job to clean it. Sorry, mom, I was really busy. Oh, really? So where were you all day? Ayang tak mo, I was at work this morning. Then I was at the library, yeah. And I was at the supermarket too. I don't believe you. Were you at the mall all day? No, I wasn't really. I was just at the supermarket. Ayang chung nung tam nang mao tang bay nang kia bay da kia tao chung nung nung tam ai ban chan. Ai ngày nay chơi phụ job nó ngày ngày sai dương nó focus từ lương gram tài mật đồ chơi còn là gram còn hai bản tịch ở dương chậm rắm mỗi lần chậm lòng chớn ngày sai dương nó liền với gì cổ hồi ngày nay dương hôm bữa này tới với cứ xe tiện á và cả chụp dụ chơi năng tạo những trong password. Okay, so thank you for your time and have a good day.